người này, cảm ơn tới người kia, cảm ơn người nọ. Mình đâu có thời giờ trách móc, giận hờn trách móc. Cảm ơn ánh bình minh khi trời lạnh, cảm ơn hoàng hôn phủ báo đêm về, cảm ơn những gì sao luôn lấp lánh, cảm ơn vầng trăng sáng cánh đồng quê. Không những cảm ơn con người mà cảm ơn thiên nhiên, cảm ơn thời tiết, cảm ơn hoàng hôn, cảm ơn những vì sao lấp lánh, cảm ơn vầng trăng sáng. Như vậy thì cái gì? Không có thời giờ để trách móc. Hết cảm ơn người tới cảm ơn vật, làm sao thời giờ để trách móc? Cho nên mình phải tu theo cái pháp là cảm ơn à. Tu cái pháp môn là thêm kiều đó, cảm ơn à. Đúng không? À. Giá gạo khỏi bồng em khỏi giá gạo, nghĩa là vậy. Mình cảm ơn thì không trách móc, mà trách móc thì không cảm ơn. Cho nên mình phải tu cái pháp cảm ơn, tri ân mà.